chào các em, mùa đông năm nay cũng đã tới. Thầy cho các em nghỉ đông, đến mùa xuân năm sau, thời tiết ấm áp thì hãy tới đây học nữa nhé. Dạ thưa thầy, chúng em biết rồi. Kính chào thầy, chúng em về. Này, đã cậu có muốn đi chơi một chút rồi mới về nhà không? Xin lỗi các cậu, tôi cũng muốn lắm, nhưng mấy tháng nay tôi chưa về nhà thăm cha mẹ của mình nữa. Thôi, tôi xin phép được về trước. Đá con ơi, đi đường cẩn thận, mùa xuân năm sau phải nhớ đi học lại đó nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên đồi nhìn gái tạc. Tôi biết rồi. Chào các cậu, tôi về trước đây. Chắc chắn người nhà của mình sẽ rất mừng rỡ khi nhìn thấy mình đi học về. Này, mọi người ơi, con trở về rồi đây. Sao mọi người lại nằm ngủ hết trơn vậy? Trời chưa nắng như thế này, đáng lẽ họ đã thức dậy từ sớm rồi chứ. Này, ông chú hàng xóm thích má của tôi ơi. Ủa, sao ông nằm im một cục thế? Này, cô hàng xóm bồ nhí của ba ơi. Ủa, họ bị sao kìa? Không lẽ hôm qua ăn nhậu dữ quá nên bây giờ vẫn còn say rượu nên ngủ miên man hay sao? Này, mẹ ơi, tỉnh dậy đi, con về rồi đây nè. Chạy đi, chạy khỏi đây đi, con chạy. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Có phải kẻ thù của chúng ta tấn công chúng ta không? Không được báo thù, không được tìm hắn, hắn sẽ giết chết con. Hắn mạnh lắm, đi khỏi đây đi. Không, mẹ ơi. Rốt cuộc ai đã giết chết giống loài gia đình của tôi? Chạy. Không được, mình sẽ không hàn nhát, mình phải báo thù, phải giết chết tên khốn nạn đó để trả thù cho đồng loại gia đình của mình. Nhưng mà hắn là ai, hắn ở đâu chứ? Thủ lĩnh của mình mạnh mẽ như vậy mà cũng bị hắn giết chết nữa. Khoan, trên người thủ lĩnh mình trước giờ luôn mang một bộ giáp sắt này. Hay là mình mượn tạm thủ lĩnh của mình bộ giáp này để đi báo thù giết chết hắn. Có vẻ như bộ giáp này hơi to so với mình, nhưng có cần hơn không? Được rồi, mình sẽ lần theo dấu vết chân, tìm bằng được tên hung thủ để sát hại gia đình mình. Sao nơi đây nhiều xác chết của ngựa vằn thế này? Không lẽ tên hung thủ đó cũng đã tới đây mà giết chết họ? Khốn kiếp, mình phải tìm bằng được tên đó, băm hắn ra thịt trăm mảnh. Tụi bay đâu, nhanh tay nhanh chân lên, đem xác của lũ ngựa vằn mà chúng ta săn được cho chúa tể của chúng ta ăn đi. Cái gì thế kia? Là một bầy cá sấu bóng đêm đang xé xác những chú ngựa vằn tội nghiệp. Chết tiệt, không lẽ bọn chúng cũng chính là nguyên nhân để giết hại gia đình của mình? Vậy thì mình sẽ tới đó báo thù, nghiền nát bọn chúng. Chết tiệt, cái gì thế kia? Anh em, cẩn thận, có kẻ lạ mặt đến tới hang ổ của chúng ta. Là một tên người đá thì phải, mau ngăn cản hắn lại, không cho hắn tới gần thủ lĩnh của chúng ta. Chết anh đi, lũ khốn kiếp, tại sao các ngươi lại độc ác đến như vậy? Các ngươi không những giết hại gia đình của loài ngựa vằn mà còn tàn sát hết loài người đá của chúng ta, vì lý do gì chứ? Mẹ kiếp mày, bọn tao đâu có thù oán gì với người đá chúng mày đâu, mà tại sao bọn tao mắc mớ gì phải ra tay với chúng mày chứ? Còn lũ ngựa vằn, bởi vì thủ lĩnh của chúng tao ăn chơi nên bị nhiễm si đa hồn dinh lộn sắp chết. Nên chúng tao giết bọn chúng để bồi bổ cho mấy mà thôi. Các ngươi không phải là hung thủ giết chết gia đình ta, nhưng các ngươi cũng không được sao? Lũ chết tiệt cá sấu bóng tối này, các ngươi vì chúa tể của các ngươi mà giết ai sinh vật vô tội khác. Vậy thì ta sẽ thay thế cho công lý chính nghĩa, trừng phạt tên chúa tể đầy bệnh tật này của các ngươi. Giết luôn hắn để hắn khỏi phải tồn tại và đau đớn trên đời này. Cái gì thế kia? Là một bộ áo giáp bóng tối trong người của con cá sấu chết tiệt đó à? Wow, thật là vừa vặn với mình. Nó còn làm cơ thể của mình phát triển lớn hơn nữa chứ. Hay quá. Chưa hết, nó còn tỏ ra một luồng khí hắc ám
vô cùng mạnh mẽ. Hay lắm, như vậy mình sẽ tự tin trên con đường đi báo thù. Cứu tôi, đau quá. Chết đi, là một người đã tương tự giống như mình. Khổ kiếp, lũ rồng hắc ám này, mau tránh xa thứ đó ra. Cảm ơn anh nhân. Cũng may ngày tới đây kịp, nếu không bọn chúng đã xé xác tôi mất rồi. Cẩn thận, lũ thuộc hạ của rồng bóng tối đây vẫn còn, để tôi giết luôn bọn chúng. Chết lên đi. Này, tìm ra là một người đá cái nữa à? Nhưng tại sao cô lại tới đây một mình chứ? Nhà của cô ở đâu? Nhà tôi ở bên phía kia đồi núi kìa. Tôi tới đây là để thu thập máu của lũ rồng bóng tối này về chế tạo thuốc để chữa lành cho chủ nhân của tôi. Vậy à? Vậy được rồi, cô hãy nhanh chóng quay về nhà đi. Ở đây lát nữa trời tối nguy hiểm lắm, còn tôi phải đi tìm kẻ thù giết chết gia đình của mình nữa. Anh phải đi tìm kẻ thù hay sao? Hay là anh đưa tôi quay về nhà đi. Tôi sẽ nhờ chủ nhân của tôi tiên tri coi kẻ thù của anh ở đâu. Ông ấy có khả năng phi thường lắm. Cái gì? Chủ nhân của cô có khả năng tiên tri à? Hay lắm. Vậy được rồi, mau chỉ hướng đi, chúng ta sẽ về nhà của cô. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau khi anh báo thù xong, anh có kế hoạch gì cho tương lai không? Anh có định lấy vợ không vậy? Hả? Lấy vợ à? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, và lại tôi không có nhu cầu. Anh thật là không hiểu ý gì cả. Đồ ngu, đồ ăn hại. Nhưng mà thôi, tới nhà của tôi rồi. Chủ nhân ơi, tôi phải về rồi đây nè. Ngươi đi đâu mà cả ngày thế? Hả? Ngươi dẫn tên nào về vậy? Thưa chủ nhân, anh ấy là ân nhân đã cứu mạng tôi đó. Anh ấy muốn tìm kẻ thù giết chết cha mẹ của mình. Ngài có thể tiên tri coi kẻ thù anh ấy là ai, đang ở đâu? Vậy à? Thôi được rồi. Này, ngươi mau bước lên đi, để ta coi ngươi là loài nào. Tôi là một người đá. Gia đình dòng lại của tôi bị giết sạch, nhưng tôi không tìm được kẻ thù của mình. Mong giúp đỡ. Cái gì? Vẫn còn một tên sống sót hay sao? Không lẽ nhờ bộ hắc giáp này đã cứu mạng ngươi? Nhưng lúc đó ta chẳng thấy tên nào giống ngươi cả. Ông nói vậy là sao chứ? Không lẽ Ông chính là kẻ đã giết chết gia đình dòng lại của tôi? Đúng vậy, không sai. Ta cần phải lấy trái tim của lũ người đá đó để nung nóng dung nham trong cơ thể ta, thì ta mới có thể tồn tại được. Ê kiếp coi, ta sẽ leo mạng chưa coi. Không, đích chú nhân, hãy tha cho anh ấy. Cầm mồm cho ta. Còn người nữ người đá nữ đã nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, đến lúc ngươi phải phục vụ ta rồi. Người của ta đau quá. Người đá nữ, anh đã làm gì cô? Thật không à, chủ nhân của tôi là một tên khốn nạn, hắn đã xâm phạm cơ thể của tôi. Chết tiệt, tôi phải giết anh mau chạy đi. Tôi đã cầu xin hắn nhiều lắm, hắn mới bỏ qua cho anh, không lấy mạng của anh. Không được, tôi phải báo thù gia đình của mình. Chết tiệt thật, bộ áo giáp của tôi lỏng lẻo thế này. Đúng rồi hả? Anh nhắc tới bộ áo giáp tôi mới nhớ, mấy ngày hôm trước có một con rồng mang áo giáp hoàng kim đã tấn công tên chủ nhân của tôi, khiến hắn bị thương, nên tôi mới đi tìm thuốc cho hắn. Con rồng đó chết và để lại bộ áo giáp ở đằng kia. Cái gì? Ông dẫn tôi tới đó. Ây lắm, ông trời lại giúp đỡ tôi một lần nữa rồi. Tôi sẽ lấy bộ áo giáp đây, mang vào người và quyết liều mạng với nó một lần cuối. Nhưng mà tình chủ nhân của tôi mạnh lắm, tôi sợ. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ giết chết được tên đó, giải thoát cho cô. Sao bên trong đó lại ồn ào thế? Không lẽ con nhỏ thuộc hạ của mình định dở trò gì à? Cái quái quỷ gì thế này? Ngươi chưa chết hay sao? Ngươi lại mang vào cơ thể của mình bộ áo giáp gì thế kia?
đây là bộ áo giáp hoa kiếm của sinh vật rồng từng đánh bị thương ngươi. Ngươi quên rồi à? Chết tiệt, con nhỏ thuộc hạ, ngươi đã cái đó dám phản bội ta, chỉ chọn ngươi chỗ áo giáp của con rồng chết tiệt làm hại ta hay sao? Mẹ kiếp mày, mau cởi nó ra. Hả? Chồng ngươi có vẻ như rất khiếp hại cái bộ áo giáp này. Không lẽ bộ áo giáp này có thể làm bị thương và lấy mạng ngươi? Vậy thì ta sẽ sử dụng nó để giết chết ngươi. Thịt khốn kiếp. Mẹ kiếp mày, mày làm tao khó chịu rồi đó. Tao sẽ nung chảy mày, nghiền nát mày. Tao sẽ đốt lấy trái tim của mày, trốn vào bụng của tao. Tao thật là sai lầm khi để mày sống sót. Chết đi, chết đi. Đây không phải là sai lầm của mày, đây là ý trời. Ông trời muốn ban cho tao sức mạnh, cơ hội để tiêu diệt thứ xấu xa như mày. Đến lúc rồi, hãy xuống địa ngục để trả những tội lỗi mà mày đã gây ra. Cha mẹ ơi, mọi người ơi, con đã báo thù được rồi.